Khi chúng ta mở một cửa hàng và điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến đó là chúng ta phải chọn một cái bộ biển hiệu như thế nào đó cho nó đẹp và cho nó hấp dẫn, để cái công việc kinh doanh của chúng ta thật là thuận buồm xuôi gió và thu hút được rất là nhiều khách hàng về. Thì hầu như ai cũng muốn như vậy, Bảo cũng như các bạn đều muốn như vậy. Nhưng mà có nhiều trường hợp là khi làm xong thì họ phải dừng công việc kinh doanh ngay vì họ vi phạm những cái sai lầm mà hầu như là không đáng có. Thì trong cái video này Bảo sẽ hướng dẫn cho các bạn, chỉ cho các bạn rõ ra 5 cái yếu tố nào chúng ta phải quan tâm, ít nhất là 5 yếu tố này thì chúng ta phải làm thật tốt trước khi mà chúng ta bước vào công việc kinh doanh, thực hiện làm một cái bộ biển hiệu nhận diện cho nhà thuốc của chúng ta để mà chúng ta thu hút được khách hàng về kinh doanh sau đó. Vậy thì những cái yếu tố nào tác động ảnh hưởng đến cái công việc mà chúng ta làm ra một cái bảng hiệu tốt để mà chúng ta được phép kinh doanh? Thì khi mà chúng ta làm đúng với quy định của nhà nước, đúng với quy định của pháp luật thì mọi thứ rất là thuận buồm xuôi gió. Còn khi mà chúng ta không hiểu quy định của nhà nước và pháp luật thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm sai những cái quy định trên biển hiệu và từ đó dẫn đến là bị phạt hoặc là những chuyện không đáng có xảy ra. Và đặc biệt nhất đó là chúng ta sẽ không được thẩm định, và thẩm định thì không đạt yêu cầu và không được cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh, thì lúc đó là cái công việc kinh doanh của chúng ta là bị dừng lại chỉ vì những cái sai lầm cực kỳ là ngớ ngẩn. Đó là đi ăn cắp những ý tưởng của người khác và thấy họ làm đẹp thì về mình làm theo như vậy, thì đó là một cái sai lầm hoàn toàn. Vậy thì tại sao lại có những sai lầm đó? Vì thứ nhất này, họ không hiểu về cái phạm vi kinh doanh và cái phần họ đăng ký. Ví dụ như là đối với cái cơ sở đông y dược liệu thì phạm vi kinh doanh ít nhất là các bạn được kinh doanh các cái sản phẩm từ thảo dược, từ thiên nhiên như là thực phẩm chức năng, hoặc là những cái thuốc đông y kê đơn và không kê đơn thì các bạn chỉ được phép kinh doanh trong phạm vi đó. Và đối với nhà thuốc thì các bạn được phép kinh doanh các cái phạm vi như là thuốc đông y kê đơn, không kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt và một cái số thuốc tây kê đơn và không kê đơn đối với cái quy định của nhà nước. Vì vậy là khi mà bạn làm một cơ sở đông y dược liệu mà bạn lấy cái bảng hiệu của một cái nhà thuốc khác đem về thì chắc chắn bạn đã bị sai. Hoặc thậm chí khi bạn lấy một cái bộ biển hiệu của nhà thuốc khác về bạn làm y chang như nhà thuốc của mình là bạn cũng đã sai. Vì có những cái phạm vi kinh doanh bạn không đăng ký nhưng mà người ta đăng ký bạn đem về là bạn đã bị sai. Và khi cơ quan vào thẩm định và cái phạm vi kinh doanh của bạn không đăng ký phần này nhưng bảo bạn ghi trên biển hiệu thì chắc chắn bạn sẽ không được cấp phép kinh doanh, bắt buộc bạn phải sửa lại toàn bộ nội dung trên biển hiệu. Đó là cái yếu tố thứ nhất về phạm vi kinh doanh và đăng ký về phạm vi kinh doanh. Yếu tố thứ hai về là màu sắc. Thì đối với chúng ta thì chúng ta có nhiều cửa hàng họ làm rất là nhiều màu, như màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu trắng. Và có những nhà thuốc khác họ làm rất là nhiều màu khác, như là màu đỏ. Thì là màu sắc thì là đối với ban ngành thì họ sẽ ưu tiên là những cái màu nào dễ nhận diện, như là màu xanh lá cây, màu xanh dương và màu trắng. Vì sao vậy? Mỗi màu sẽ có một cái ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà đối với cái ngành dược, đối với cái màu xanh dương và màu xanh lá cây và màu trắng thì màu ba cái màu này dễ nhận diện nhất. Thì từ xa thì khi mà các bạn làm màu này thì khách hàng đi từ xa họ vẫn nhận diện ra được ná ná đây là một cái cửa hàng thuốc tây hoặc là cửa hàng về thuốc, và tăng cái tính nhận diện của cửa hàng chúng ta lên. Đấy, thì những cái ông lớn họ vẫn chọn một cái màu xanh dương, và cũng có những ông lớn họ chọn màu xanh lá cây. Đấy, thì nên là chúng ta khi mà làm biển hiệu chúng ta nên lựa chọn cái màu nào cũng được, nhưng mà đối với để cho nhận diện hơn, cơ quan họ dễ chấp nhận hơn, và đối với người dân họ dễ tìm ra cái cửa hàng của chúng ta, tăng cái tính nhận diện lên, thì chúng ta nên chọn cái màu xanh cũng như là màu trắng kết hợp với nhau để tạo ra những cái màu sắc hài hòa. Đó là yếu tố thứ hai là về màu sắc. Và yếu tố thứ ba là về kích thước. Đối với quy định của Bộ Y tế và đối với quy định của nhà nước thì cái chiều dài nó phải gấp đôi chiều rộng, và cái chiều rộng không được nhỏ hơn 40 cm, tức là các bạn phải làm lớn hơn. Nhưng mà Bảo có lưu ý với các bạn là đừng làm quá lớn, đừng làm quá cao, như là cao 4m, 5m. Vì sao? Vì trên mỗi cái cửa hàng chúng ta có khả năng sẽ có những cái đường dây cao thế, những cái đường dây điện hở, thì các bạn phải khảo sát thật là kỹ. Vì nếu như có những cái điều đó xảy ra thì có những cái điều không đáng có đối với những cái đội thi công biển hiệu, và sau đó là ảnh hưởng trực tiếp đến cửa hàng của chúng ta, thì những điều rất là nguy hiểm phải không các bạn? Nên là các bạn đừng làm quá thấp để vi phạm quy định pháp luật, cũng như đừng làm quá cao ảnh hưởng đến cái
kinh tế cũng như là sức khỏe của chúng ta. Vì vậy các bạn hãy làm một cái khoảng vừa đủ, nó phù hợp với chiều dài, với chiều rộng của cửa hàng của chúng ta. Đấy, và cái yếu tố thứ tư đó là cái nội dung chúng ta ghi trên cái biển hiệu. Thì cái nội dung thì nó liên quan 5-6 cái điều như sau. Điều thứ nhất đó là tên nhà thuốc. Thì chúng ta phải có một cái tên nhà thuốc. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến cái việc mà chúng ta nhân chuỗi để không bị đánh cắp cái tên, các bạn có thể nghĩ ra một cái tên nào đó và các bạn đăng ký cái nhãn hiệu, thì sau này người ta sẽ không thể nào mà đăng ký được. Thì các bạn vẫn yên tâm sử dụng cái tên của mình. Còn nếu như các bạn chỉ là một cửa hàng thôi thì các bạn lấy tên nào cũng được, nhưng mà miễn sao là đừng trùng tên gần khu vực đó. Thứ hai đó là người đứng chính, tức là người nào đại diện ra đăng ký đứng chính bán hàng tại cửa hàng, thì cái người này được ghi tên trên cái bộ biển hiệu. Đặc biệt phải lưu ý là cái người này họ phải đủ cái điều kiện, đó là họ phải có cái giấy chứng chỉ hành nghề thì lúc đó mới được là đăng ký, và Bộ Y tế họ mới cấp phép cho chúng ta là đủ cái điều kiện kinh doanh. Thứ ba đó là cái giấy phép kinh doanh. Thì cái chúng ta khi mà chúng ta đăng ký kinh doanh thì chúng ta sẽ cấp được một cái số đăng ký kinh doanh, thì chúng ta phải đem cái số này dán lên trên bộ biển hiệu của chúng ta để là cơ quan pháp luật họ biết rằng là cái số đăng ký kinh doanh như thế nào, nó phục vụ tốt trong cái việc mà chúng ta thẩm định. Và có một điều không kém, đó là điều thứ tư, đó là cái thời gian hoạt động. Các bạn phải đính kèm lên cái thời gian hoạt động trong cái phạm vi mà các bạn được phép hoạt động, và thời gian nghỉ thì các bạn phải ghi rõ lên trên cái bộ biển hiệu của chúng ta. Điều thứ năm đó là cái địa chỉ, số điện thoại của các bạn, để mà khi khách hàng họ dễ liên lạc với chúng ta, cũng như là những cái cơ quan họ dễ liên lạc với chúng ta, thì cái vấn đề số điện thoại thì các bạn phải cũng nên đính kèm lên trên bộ biển hiệu của chúng ta. Và sau đó cái điều thứ sáu là các bạn phải đính kèm cái địa chỉ. Đấy, cái địa chỉ là cái có nhiều người họ làm rất là nhỏ, vì nếu mà làm nhỏ quá thì khách hàng của chúng ta họ sẽ khó nhận diện các bạn nhé. Nên các bạn làm một cái tỷ lệ vừa đủ đấy. Và cái yếu tố thứ năm, sau cái bốn yếu tố kia thì yếu tố thứ năm là khi mà các bạn làm một bộ biển hiệu thì các bạn phải làm càng đơn giản càng tốt, đừng làm quá chi chít. Tức là thứ nhất là các bạn có một cái lỗi thường hay làm, đó là làm quá nhiều chữ, quá chi chít. Thứ nhất là chúng ta phải làm vừa đủ cái thông tin chúng ta đăng ký, đủ cái thông tin mà trên Bộ Y tế họ cấp cho chúng ta làm. Thứ hai, chúng ta nên canh cái tỷ lệ giữa các cái chữ làm sao đó để cho nó phù hợp với nhau. Chữ to, chữ nhỏ, ví dụ như là cái chữ tên nhà thuốc thì chúng ta nên làm to nhất. Còn cái chữ phạm vi kinh doanh hay là thời gian hay là địa chỉ thì chúng ta làm xem nhau. Hoặc là cái số điện thoại chúng ta làm xem nhau. Làm sao chúng ta có một cái sự tương thích trên một cái bộ biển hiệu để chúng ta nhận diện nó dễ đọc, dễ thấy và dễ quan sát. Thì cái tính mỹ quan nó rất là quan trọng các bạn nhé. Vậy thì chúng ta phải nắm rõ những cái quy định làm một cái bộ biển hiệu của nhà nước, cũng như là nó phù hợp với pháp luật, thì cái công việc kinh doanh của chúng ta mới thực sự là thuận buồm xuôi gió. Và thông qua năm cái yếu tố trên thì như là màu sắc, như là kích thước, như là phạm vi kinh doanh đăng ký, như là nội dung và cái sự đơn giản, thì năm cái yếu tố này sẽ giúp cho bạn là tạo ra một cái bộ biển hiệu để là phục vụ công việc kinh doanh của bạn đúng đắn và hợp lý và đúng pháp luật của bạn nhé.